Các trang mạng tự cho là yêu nước, đấu tranh dân chủ cho Việt Nam có phản ánh trung thực tình hình của đất nước không? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy cùng nhìn vào một bài viết được đăng trên fanpage của băng đảng Việt Tân hôm 9 tháng 8. Trong đó, họ thao túng dữ liệu để khiến người đọc có ấn tượng sai về cách sử dụng ngân sách của chính phủ. Cụ thể, trong bài đăng hôm 9 tháng 8, fanpage của băng đảng Việt Tân đã tổng hợp số liệu về một số khoản chi ngân sách của chính phủ Việt Nam, rồi vẽ biểu đồ dạng cột để so sánh. Thông qua biểu đồ này, họ ám chỉ rằng tỷ lệ chi ngân sách cho quân đội, công an và việc trả công của Việt Nam đang rất lớn, một cách áp đảo so với các khoản chi cho các lĩnh vực dân sinh như y tế hay giáo dục. Chẳng hạn, nếu khoản chi cho Bộ Quốc phòng là 185.235.194 triệu đồng, thì khoản chi cho Bộ Giáo dục chỉ là 6.225.832 triệu đồng, một con số thấp hơn rất nhiều lần. Từ đó, Việt Tân ngầm kết luận rằng chính phủ Việt Nam đang dùng đa phần ngân sách để bảo vệ chế độ thay vì để lo cho cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, nếu tự tìm hiểu thêm thông tin, người ta sẽ thấy cả số liệu lẫn nhận xét của Việt Tân đều không đáng tin cậy. Thứ nhất, phần ngân sách chi cho Bộ Giáo dục chỉ chiếm một phần tổng ngân sách chi cho giáo dục hàng năm của Việt Nam. Ở Việt Nam, chính quyền địa phương có ngân sách riêng và đa số trường công sử dụng ngân sách của các sở giáo dục thay vì bộ. Tỷ lệ chi cho giáo dục trên tổng ngân sách cả nước của Việt Nam không hề thấp, nó ngang bằng hoặc cao hơn nhiều quốc gia phát triển hơn. Cụ thể, tại hội thảo công bố báo cáo phân tích ngành giáo dục Việt Nam năm 2011-2020, giáo sư Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã cho biết mức đầu tư cho giáo dục ở Việt Nam đạt khoảng 17-18% tổng ngân sách thường niên, có năm đạt gần 19%, một tỷ lệ không hề thấp so với Mỹ 13%, Indonesia 17,5%, Singapore 19,9% và nhiều quốc gia khác. Tính theo tỷ lệ GDP, tổng sản phẩm quốc nội, mức chi tiêu cho giáo dục của Việt Nam tương đương 4,9% GDP, chỉ kém Malaysia 5%, còn cao hơn các nước khác trong ASEAN gồm Campuchia 1,9%, Singapore 2,9%, Lào 3,3%. Dù vậy, tỷ lệ chi cho giáo dục trên tổng ngân sách của Việt Nam sẽ còn tiếp tục tăng trong tương lai, do luật giáo dục 2019 quy định rằng ngân sách nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong tổng nguồn lực đầu tư cho giáo dục, và ngân sách nhà nước cần dành tối thiểu 20% tổng chi cho giáo dục đào tạo. Thứ hai, cần nhớ rằng khác với giáo dục và y tế, quốc phòng và trị an là những dịch vụ công thiết yếu mà tư nhân không thể cung cấp, nên hiển nhiên phải chiếm một tỷ lệ chi lớn hơn. Đây là đặc điểm chung của hầu hết các nước trên thế giới, không riêng gì Việt Nam. Không thể nói rằng các khoản chi cho quốc phòng và trị an chỉ giúp bảo vệ chế độ chứ không giúp ích gì cho người dân, khi số tiền đó đang giúp duy trì từ an toàn giao thông cho đến chủ quyền trên đất liền và trên biển. Nếu Việt Tân vẫn cho lối so sánh của mình là chính đáng và họ thường ca tụng rằng chế độ Việt Nam Cộng Hòa mới là chuẩn mực về phát triển giáo dục, y tế, họ hãy nhìn luôn vào tỷ lệ chi ngân sách của Việt Nam Cộng Hòa giai đoạn 1955-1975. Chế độ này dùng trên 40% ngân sách quốc gia cho quốc phòng, khoảng 13% cho trị an, chỉ khoảng 7-7,5% cho giáo dục. Thứ ba, tỷ lệ chi cho quốc phòng trên tổng ngân sách của Việt Nam có quá lớn so với các quốc gia khác. Bản đồ so sánh tỷ lệ giữa các nước và nó cho thấy Việt Nam chỉ chi tiêu ở mức trung bình mà thôi. Trong khi đó, nước Mỹ, mẫu hình dân chủ nhân quyền của nhiều nhóm chống cộng cờ vàng, lại nằm trong số các quốc gia dành nhiều phần ngân sách cho quốc phòng hơn hẳn mức trung bình trên thế giới. Tính đến năm 2010, Mỹ chi tiêu 692 tỷ USD mỗi năm cho quân sự, chiếm khoảng 42% chi tiêu quân sự toàn thế giới. Qua ví dụ này, chúng ta thấy rõ truyền thông cờ vàng đã đổi trắng thay đen đến mức độ nào khi thao túng số liệu về bối cảnh chính trị xã hội của Việt Nam. Các nhà chống cộng không đấu tranh cho nhân quyền, họ chỉ đấu tranh cho những ảo tưởng mà hệ thống tuyên truyền của họ đã tô vẽ.